Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Top 6 game của tuần này. Và 6 game của tuần này mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn đó là 6 game kinh dị. Toàn những game rất là đáng sợ, cho nên là đề nghị các bạn cân nhắc thật kỹ trước khi xem video và cũng như là quyết định đào game về và chơi thử. Nào, hãy cùng bắt đầu với tựa game đầu tiên mang tên Hysteria. Tựa game này thì có tên đầy đủ là Hysteria Project. Thì cái game này nó sẽ đặt ra cho chúng ta một cái bối cảnh là chúng ta đang phải chạy trốn. Đây, chúng ta đang chạy trong một khu rừng và để trốn khỏi cái thằng giết người đó. Phần lớn các thời gian chơi game thì chúng ta sẽ nhìn và cảm nhận âm thanh và hình ảnh thôi. Còn đây, ví dụ như đây có đi thẳng và rẽ bên phải thì chúng ta sẽ phải lựa chọn. Đó sẽ là tất cả những cái tương tác. Còn lại, thời gian còn lại thì chúng ta sẽ phải nghe, nhìn và cảm nhận cái nỗi sợ hãi của cái nhân vật trong game. Đó, thỉnh thoảng thì nó có hint cho chúng ta là ví dụ như đấy, âm thanh của cái trò này rất là đáng sợ. Nếu mà các bạn đeo thử tai nghe thì các bạn sẽ càng sợ hơn. Các bạn chơi thử đeo tai nghe vào cảm thấy rất là sợ. Đó, thì thỉnh thoảng nó có những cái đấy, thì có hint, các bạn nhìn thấy không? Nó có một cái hint, nó một cái chỉ dẫn. Ví dụ như lúc nãy là ở đây nó có một cái dấu, cho nên chúng ta sẽ phải turn left. Đó, lại là một cái hình ở bên trái. Vẫn chết, tại sao thế? À không, suýt chết thôi, không chết. Đó thì ở cái phần chơi này thì mình đang ở trong căn phòng cùng với lại cái thằng giết người. Thỉnh thoảng sẽ cần phải bấm vào những cái nút xuất hiện ngay ở trên màn hình. Ui, nó đang phá cửa để vào giết mình. Ui, chạy rồi. Ui, chết rồi. Đó, vậy là mình đã bị nó cắm cái gì vào đầu. Chúng ta hãy chuyển sang một tựa game tiếp theo mang tên là The Walking Dead. You have to admit it has a ring to it. Yeah, the ring of an egotistical maniac. Omid is a good name. I like it. Thank you, Clementine. Mệt thế, vậy là cái trò này chúng ta sẽ phải chọn những cái lời đối thoại. Phew, vậy là nó sẽ yêu cầu một chút tiếng Anh cơ bản. Ít nhất là như vậy để có thể chơi cái trò này. Bây giờ chúng ta có thể đi lại, di chuyển và táp. Sợ vồn. Thế bây giờ mở cửa ra nhớ con gì nó sồ vào mặt thì sao? Kiểu gì cũng sẽ có một cái con gì đấy sồ ra, mình đảm bảo, mình thề, mình hứa, mình đảm bảo là sẽ có con gì đấy sồ ra. Chắc chắn là có con gì đấy sồ. Không có gì sồ ra, đù má. Thế hả em? Ok. Tựa game thứ 3 thì sẽ là một game khá là lâu rồi, nhưng mà mình chơi thử thì thấy vẫn rất là hấp dẫn và mình vẫn muốn giới thiệu với các bạn. Đó là trò chơi mang tên Dead Space, không gian chết chóc, mà mình cô đơn và chiến đấu với lại những con quái vật ngoài không gian. Những con quái vật thì nó có thể sồ ra bất cứ lúc nào, ví dụ như là con này. Đấy, thỉnh thoảng nó sẽ có những cái con nó sồ vào mặt. Rất là sợ. Tôi phải cắt đó, cắt đứt tua của nó xong rồi đá. Thì thỉnh thoảng sẽ có những con quái vật nó cứ sổ ra kiểu đó. Khá là thú vị, rất là hấp dẫn. Kiểu, ui ôi, mày ở đâu ra đấy? Ui, đẹp trai thế, dồi ôi.
chúng ta có một khẩu súng và chúng ta có thể bắn. Nhưng mà trong trường hợp này thì đông quá. Cái gì đấy? What the fuck? Tựa game thứ tư mà chúng ta đang nói đến sẽ là The Woods, tạm dịch là khu rừng. Ở cái tựa game này thì chúng ta sẽ một mình lang thang trong một khu rừng. Đây, đi di chuyển ở bên này và góc nhìn là ở bên này. Đây rồi, ngôi nhà đây rồi. Ui, cuối cùng thì cũng đến được ngôi nhà. Cái gì kìa? Ui, một cái ghế. Cái ghế nó. Thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đi thu thập những cái trang sách của một quyển sách nào đó có tận 70 trang cơ, khá là nhiều trong một cái khu rừng. Đây có một cái trang sách ở đây rồi. Yêu 1 trang, vậy là từ nãy giờ mới được có 7 trang thôi. Rất là khó chịu, kiểu cảm giác không biết đi đâu ấy. Ở có một cái giếng này. Hello, có ai trong đấy không? Ui, con gì đấy? Nó có mắt kìa. Này, nó có làm gì mình không? Nào, ra chào nó một câu. Hello, xin chào. Ui, nhiều con quá, một con nữa này. Xin chào. Đâu rồi? Đây này, nó đây này. Xin chào. Ố. Này, thế là mình chết rồi đấy. Bị ma ám. Như vậy là có lẽ là mình không nên đi theo những cái con ma này. Mà các bạn mà có chơi game này ấy, thì thấy ma thì nhớ chạy nhá. Cái game tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến các bạn thì sẽ là một cái game mà trước đây mình đã từng review rồi. Five Nights at Freddy's 2. Cái trò chơi này thì thực ra là nó hình tượng con ma nó sẽ chỉ đơn giản là những con thú vật thôi. Đây, thú bông, ba con này. Nhưng mà thực sự là rất là ghê. Game này là một trong những game ghê nhất, sợ nhất mà mình từng chơi. Thế sao mãi vẫn chưa có chuyện xảy ra ta? Mình nghĩ là không nên. Tại sao lại thế? Lần này tao sẽ không sợ nữa. Lần này mình sẽ không sợ nữa, tại vì mình biết là sẽ có cái gì đó lao vào mặt mình. Giờ sáng rồi, sắp sáng. Vẫn chết là sao? Nhìn thấy chúng nó. Không hiểu nó đang còn nào vậy. Đi không chơi nữa. Chuyển sang game cuối cùng mang tên là Eyes Con Mắt. Đây thì đây là cái giao diện của trò chơi. Chúng ta sẽ đi và nhìn xung quanh. Rất là tối. Không biết là các bạn có nhìn thấy logo không? Các bạn cũng có thể nhìn thấy. Đó thì nhiệm vụ chúng ta thì sẽ là đi thu thập tiền ở một cái ngôi nhà đen xì tối om om này. Ui khó đi quá. Nào rồi, sang căn phòng thứ hai. Đây là lối đi xuống. Đây, túi tiền đây rồi. Một túi tiền. Xuống tầng 2 đi xem nào. Rất tối, rất đáng sợ. Này, nó bảo mình chạy mà không chạy. đang định không chạy để cho các bạn biết là con ma hình dạng như thế nào thì đấy, con ma đấy, nó đấy. Đó thì cái trò chơi này nó như thế, thu thập các túi tiền và khi nào mà nó bảo chạy ấy, thì phải nghe lời nó mà chạy chứ đừng có lều mà ở lại. Thôi, có lẽ là cái dung lượng của video đã quá dài rồi. Có lẽ là mình sẽ dừng ở đây và để cho các bạn tự mình khám phá những cái trò chơi này. Mình có một lời khuyên cho các bạn là nên chơi những cái tựa game này ở trong phòng tối một mình và đeo tai nghe vào. Như thế thì sẽ có thể cảm nhận được hết cái nỗi sợ trong game. Thế nhá, còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.